Tại sao lúc trước thì ghét, nhưng giờ đây lại thấy đáng yêu? Vô lý như phương trình kia ai tạo ra? Ta phải chứng minh người ta nói trước thì ghét, sau thì thích, cũng có sao đâu. Ôi trái tim này giờ đây làm ta quá đau đầu. Có câu ghét của nào chỉ trao của đó, có câu ghét ai thì cũng không thể tránh đi. Ghét ai cứ ồn ào như show quay phá, người đâu mà hay chụp quen người ta cái thứ gì. Chợt hôm qua lúc trời đổ mưa, lại chạy đến nói rằng sẽ đưa ta về. Bóng đó thấy quan tâm ta làm gì, để ta phải nghĩ suy. Tại sao lúc trước thì ghét, nhưng giờ đây lại thấy đáng yêu? Vô lý như phương trình kia ai tạo ra? Ta phải chứng minh người ta nói trước thì ghét, sau thì tuyệt, cũng có sao đâu. Ôi trái tim này giờ đây làm ta quá đau đầu. Ha ha ha!